Cái này nó có khô cái đi cũng dễ ha chị. Ủa này mình ăn là mình ăn ngày ha, mình ăn bẻ ăn ký chị. Quá trời gương luôn rồi. Mà bữa nay thấy nó ít ít bông hay chị? Mấy cô cho biết là cái đám trên đây nó muốn tàn các bạn. Để một hồi và mình dẫn các bạn đi đám sen ở phía dưới. Nó rộng lắm các bạn ơi. Thank you.
không có đường mở ra nè. Đây có anh khách đi xe ngang nè các bạn, ảnh ghé mua sen về làm quà nè các bạn. À, ở đây mà anh chủ anh có kết hợp với bán gương sen rồi tim sen rồi hạt sen luôn các bạn. Bông sen nữa. À, bông sen luôn, bông, mua cái gì cũng có hết trơn á. Các bạn có ghé đây tham quan thì chụp ảnh lưu niệm gì các bạn mua giúp chị chủ nhà luôn nha. Rồi, căng cho mẹ lên chị. À, đây là anh chủ mà cánh đồng sen nè các bạn. À, mình để mình hỏi ảnh đừng biết cái địa điểm tham quan này các bạn. À, anh cái ruộng sen này của mình bao nhiêu công với anh? 20 hecta. 20 hecta. Ruộng sen này là mình trồng lâu chưa anh? Nó xuất phát trồng ở đây được hơn năm nè. Hơn năm anh. Ồ, em thấy mình để ở ngoài trước đó có cái biển tham quan á, cho khách tham quan đó, rồi mình ở đây mình có cho khách mà chụp hình quay phim rồi mình có thu phí khách không anh? Có em. À, vậy thì, khách mà đi ngang mà để thích gì sen đó thì để chụp hình lưu niệm đó, thì tham quan đó là chụp ảnh đó là anh lấy cũng như ste 10.000 người thôi. À, vậy là anh chủ nói lấy 10.000 người các bạn. Dạ. Vô đây được tham quan các bạn. Có khi ra đó khách người ta có nhu cầu mua sắm gì gì sen đó để về làm quà hoặc là về ăn uống gì đó thì nó có nhiều cái mặt hàng như sen non, sen lụa rồi sen khô rồi trà tím sen vân vân. Còn đối với những người mà làm phim đó thì có cái nhu cầu cao hơn thì thỏa thuận với anh, ví dụ như nó khá hơn chút. Dạ rồi đó, nó rành tí. Dạ thì để mời mở bài vô đây cũng có nhiều cái đoàn phim nó vô nó làm rồi nó cũng cho tiền nhiều lắm. Dạ. Nhiều khi em hỏi anh nói như vậy rồi cái mai mốt ta nói tôi nghe ông nói có 10.000 giờ ông đòi nhiều tôi nghe không. Đó anh chủ nói rõ nha các bạn, tại vì anh chủ anh trồng cái này đó là vừa kinh doanh mà lấy lợi nhuận và vừa kinh doanh dịch vụ luôn nha các bạn. Cảm ơn anh.